Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Corashop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mà đang được rất tin dùng tại Corashop 24 giờ. Đấy chính là sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ của tập đoàn Samsung. Như các bạn đã biết, Samsung là một tập đoàn rất là nổi tiếng và nó đã có một công ty dược và họ sản xuất ra viên tinh dầu thông đỏ này. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe những công dụng tuyệt vời của viên tinh dầu thông đỏ. Thứ nhất, khi nhắc đến viên tinh dầu thông đỏ, chúng ta phải nhắc đến là khả năng giúp máu tuần hoàn một cách tốt hơn. Nó giúp chúng ta lưu thông lượng máu và đào thải axit uric, nên là giúp mở rộng mao mạch, nên giảm thiểu và phòng ngừa được các chứng bệnh về tai biến như xơ vữa động mạch vành hay tắc động mạch vành. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng tinh dầu thông đỏ thì nó sẽ giúp chúng ta làm giảm lượng cholesterol trong máu, nên là nó sẽ giúp chúng ta tránh được các bệnh như là về mỡ máu hay là gan nhiễm mỡ. Ngoài ra thì chính vì là nó giảm được cái lượng mỡ trong cơ thể chúng ta nên sẽ giúp chị em phụ nữ có một dáng hình thon hơn, đẹp hơn. Đấy là giúp chúng ta giảm cân một cách hiệu quả. Ngoài ra thì đối với người già, có phải là các bác hay bị mất ngủ đúng không ạ? Vậy thì khi các bác sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ giúp cho các bác có một tinh thần thoải mái hơn, an thần hơn, nên là sẽ giúp chúng ta có giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Nó chính vì thế nên là khi nhắc đến tinh dầu thông đỏ thì người ta hay nói đến là tinh dầu thông đỏ có thể chữa được chứng căng thẳng thần kinh, đau đầu hay mất ngủ, chóng mặt. Đấy. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ này, các bạn sẽ cảm thấy là cơ thể của chúng ta, sức đề kháng chúng ta sẽ được tăng lên một cách rõ rệt. Các vết thương của chúng ta sẽ được phục hồi một cách nhanh chóng và các tế bào tốt sẽ được phát triển một cách mạnh hơn. Hơn thế nữa, khi các bạn cũng biết cây thông đỏ được trồng ở Hàn Quốc với độ cao từ 1.300 đến 1.700 mét vuông. 1.700 mét. Với độ cao đấy nên là với khí hậu của Hàn Quốc là 4 mùa quanh năm đều là lạnh, nó không quá nóng, nên dẫn đến là nó được hấp thu rất nhiều dưỡng chất. Chính vì thế khi người ta chiết xuất những lá và vỏ cây thông đỏ này đã tạo ra được những hợp chất vô cùng quý giá. Nó có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Nó ngăn chặn sự di căn của các vi khuẩn hay virus trong cơ thể chúng ta, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Đối với các anh nam giới hay phải đi tiếp khách hay phải uống rượu bia, đúng không ạ? Thì chúng ta luôn luôn như thế là chúng ta đã làm hại lá gan của chúng ta rất là nhiều. Vậy thì khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ đào thải những độc tố trong rượu bia hay những tác động môi trường bên ngoài và lá gan của chúng ta, và tăng cường chức năng gan cũng như là làm hạ men gan rất là tốt. Còn đối với chị em phụ nữ, khi các chị em phụ nữ uống viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ giúp cho chúng ta có một mái tóc đen, chống rụng tóc và chúng làm da khô và trong mùa hanh nẻ, khô nẻ. Hoặc là các chị em có thể dùng nó để làm đẹp. Chúng ta sẽ dùng nó và dùng làm đẹp da thì sẽ giúp da chúng ta hồng hào, mịn màng. Nó sẽ làm mờ đi các vết đồi mồi, vết nám hay vết tàn nhan. Đấy là những công dụng rất là tuyệt vời của viên tinh dầu thông đỏ đấy các bạn ạ. Bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng viên tinh dầu thông đỏ sao cho hiệu quả nhất nhé. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là viên tinh dầu thông đỏ Cheon Songwon của hãng Samsung. Các bạn có thể nhìn thấy góc phía dưới này có dòng chữ của Samsung rất là lớn. Ngoài ra sản phẩm này đã được xuất khẩu đi khá nhiều nước, đấy là Mỹ này, Nhật này, Anh và Trung Quốc. Nó đều được có giấy chứng nhận đàng hoàng bạn nhé. Để check mã vạch của sản phẩm thì các bạn có thể check bằng mã QR bằng hình phía bên góc bên trái của sản phẩm, hoặc là các bạn có thể check bằng mã vạch ở phía đằng sau của hộp sản phẩm, và các bạn có thể kiểm tra hạn sử dụng cũng như lô sản xuất ở đây ạ. Ngoài ra khi nhận hàng thì các bạn phải nhớ là sản phẩm còn được dán tem mác hai đầu của nhà sản xuất. Đây chính là tem ở hai bên đầu của sản phẩm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc sản phẩm ra nhé. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới bóc sản phẩm ra. Đây chính là bên trong của hộp. Nó sẽ có một tờ giấy này, một tờ giấy về sản phẩm đây. Và bên trong nó sẽ gồm có 6 hộp nhỏ như thế này ạ. Các bạn có thể nhìn thấy bên trong là nó gồm có 6 hộp nhỏ. Và mỗi một hộp thì nó sẽ có các cái vỉ. Mỗi vỉ thì gồm có 10 viên bạn nhé. Và chúng ta sẽ đếm bên trong là nó gồm có 3 vỉ. Một hộp này nó sẽ có 30 viên tất cả. Và liều dùng của chúng ta thế nào? Mỗi một ngày các bạn uống một viên vào buổi sáng và một viên vào buổi chiều. Sản phẩm này nếu mà để phát huy hiệu quả một cách tối đa thì bạn phải uống nhiều nước.
Vì sao? Vì khi bạn uống nhiều nước thì cái lượng dầu ở trong viên tinh dầu thông đỏ này nó được dẫn đi khắp cơ thể và giúp bạn lọc máu cũng như là làm giảm cái lượng cholesterol trong máu cũng là giảm cân. Chính vì vậy nên bạn nhớ là khi dùng sản phẩm bạn phải uống nhiều nước. Nhưng có một lưu ý dành cho các bạn đấy là không được sử dụng viên tinh dầu thông đỏ dành cho phụ nữ đang mang thai hay là người đang cho con bú, đặc biệt là đối với trẻ em dưới 10 tuổi thì không được sử dụng nhé. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho bạn nghe về công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng để làm sao viên tinh dầu thông đỏ phát huy một cách hiệu quả tối đa. Như các bạn có thể nghe về những công dụng của viên tinh dầu thông đỏ, đây là một sản phẩm rất tốt dành cho sức khỏe của bạn hay là dành cho sức khỏe của những người thân trong gia đình bạn. Nó không chỉ bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính là người thân trong gia đình chúng ta. Các bạn có thể yên tâm rằng khi các bạn đặt hàng tại Cora Shop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn lấy tiêu chí là chất lượng và uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn những sản phẩm chất lượng nhất, uy tín nhất tại thị trường Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng nhằm bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình thân yêu của các bạn. Vậy thì các bạn không phải lo lắng khi mà liên hệ với chúng tôi vì chúng tôi có chương trình chính sách là đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như bạn nhận hàng và bạn cảm thấy không hài lòng về sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra thì nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới video này. Nó có một cái đường link ạ. Vâng, chính là một cái đường link website và khi bạn kích vào đấy thì bạn có thể đọc thêm rất nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm tại website corashop24h.com hoặc là để nghe tư vấn trực tiếp thì các bạn có thể gọi điện theo số hotline của chúng tôi. Đấy là 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn các thông tin chi tiết về sản phẩm tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc hay là bất cứ một sản phẩm nào khác mà bạn đang quan tâm để cải thiện sức khỏe của chính bạn hay gia đình bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.